Đồ Làm Vườn em Thảo gửi một lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác. Một video ngắn về tổng kho với tất cả những cái dụng cụ mà các bác đang quan tâm về đồ làm vườn. Vào hôm nay thì em sẽ quay về đầu tiên là cái mặt hàng em đang khuyến mại đầu xuân để đưa tới các bác nhà mình. Vào hôm nay thì với đôi kéo Asaki đúc này thì đơn vị em về khá là nhiều. Và trong đầu xuân mới thì như các bác xem thì rất nhiều video thì em không đăng cái mẫu này. Một đôi kéo Asaki Japan dòng thép đúc các bác có thể sử dụng để cắt tỉa cây cảnh. Và với bộ này thì hôm nay với cái giá đầu xuân em báo luôn, em đang gửi tới các bác một đôi là 250.000. Em sẽ miễn phí ship trên toàn quốc nhé. Thì các bác hãy gọi đây là đôi kéo cắt tỉa Asaki đúc, lò xo ngang rất chi là khỏe. Đấy, và tiếp tới là tới đôi kéo màu vàng. Dòng này cũng là dòng Asaki nha các bác nhé, nhưng mà tay của nó sẽ màu vàng. Để cho các bác nhà mình lựa chọn khác biệt thì trong cái đầu xuân này là một cái bộ dụng cụ vừa đẹp vừa chất lượng. Đấy, các bác có thể mua để làm quà tặng những các bác nghệ nhân làm cây. Đấy, ngoài với những cái dụng cụ này ra thì đơn vị em sẽ có hàng nghìn sản phẩm khác nhau. Đấy, và khi xem được video này mà các bác đang quan tâm tới những cái bộ dụng cụ khuyến mại giá thấp nhất của tổng đại lý em, đấy, nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh để em sẽ đưa tới các bác bộ sản phẩm chất lượng nhất đấy các bác nhé. Đấy, còn với cây cưa cá mập này. Cưa cá mập này thì hôm nay đây là cây cưa ngắn nha các bác nhé. Đấy, đây các bác này, lưỡi của nó thì sẽ là gần 20cm. Đấy, và giá của nó là bao nhiêu? Nếu như cái loại vừa cầm tay của dòng cưa gấp này, đầu xuân sẽ đưa tới các bác với giá sẽ là 80.000 đồng trên một cưa. Đấy, các bác hãy nhanh tay đặt hàng nhé. Bởi vì với cái gian hàng của đơn vị em thì trong đầu xuân này tất cả các mặt hàng thì em sẽ để giá rất chi là tốt. Đấy, và sẽ đưa tới các bác những cái mẫu bàn quay này. Đây là cái mẫu bàn quay mặt lớn nhất là mặt 50cm. Đấy, và chiều cao của nó để trung bình như thế này thì nó cao là 60cm. Và các bác có thể tâng lên cao được tới 80cm. Mẫu bàn quay này bác nào mà đặt bàn quay điện này thì em sẽ gắn motor cho các bác nhé. Còn phổ thông là các bác hãy sử dụng những cái mẫu bàn bình thường. Và cái quy cách thì rất chi là dễ. Đây là bàn màu đen này. Còn đây là một cái bàn màu vàng mà đơn vị em đang sơn để gửi theo yêu cầu của các bác khách hàng. Màu vàng nhá. Các bác tùy chọn màu vàng cũng được mà màu đen cũng được. Chất liệu của nó là thép rất chi là cứng và tốt. Đấy. Và với cái mặt bàn này thì em cũng báo giá luôn này. Em đang gửi tới các bác cái mặt bàn 50cm này. Giá của nó đang là 1.200.000. Và em sẽ miễn phí ship cho toàn quốc. Đấy, còn nếu như các bác mà mua bàn nhỏ nhá, đây em quay về những mẫu bàn nhỏ. Mặt 50, đây là mặt 40 này. Đây là mặt 40. Đấy, mặt 40 này thì giá của nó sẽ là 1 triệu trên một cái. Đấy, và em Thảo sẽ miễn phí ship trên toàn quốc. Đấy, còn ví dụ như các bác mà mua mặt 30. Mặt 30 đây nhá. Tất cả ba cái mẫu bàn hôm nay em đưa tới các bác đây đều là mặt bàn tăng cao lên được tới 80. Bàn quay để các bác nhà mình chỉnh sửa tỉa cây cảnh. Cái này thì giá của nó đang là 700.000. Đấy, còn với những cái bàn bé này thì ở thời điểm này thì nó đang là 350.000 trên một bàn. Mặt 22cm. Mặt 22cm để bụi này các bác này. Mặt 22 nhá, cao 14. Đấy, và với đại lý em thì sẽ nhận mở xỉ lẻ trên toàn quốc. Đấy, bác nào đang có nhu cầu về những cái dụng cụ đồ làm vườn hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video. Đấy, và mặt 30 nhá. Các bác có nhu cầu về mặt 30 này. Mặt 30 cao 20. Mặt 30 cao 14. Mặt này mặt cái này là bàn quay điện đây này các bác này. Thế thì em cũng giải thích luôn, trong thời gian vừa qua thì cũng bán nhầm cho một bác. Đấy, bác đặt mua bàn quay thôi, bác không nói điện hay không. Khi gửi tới thì là bác không nhận nhá. Bác bảo bác đặt bàn quay điện cơ. Thì với bàn quay này phổ thông ấy là bàn quay thường. Đây là bàn quay thường không có điện này. Còn đây là tổng tất cả bàn quay đều có điện. Thế và với một cái ổ trục motor loại tốt nhất như này khi em gắn vào bàn cho các bác như này thì giá của nó cái mặt 30 này đang là 1 triệu 2 một chiếc là bàn có motor. Còn chưa có motor thì nó rơi vào 600.000 một chiếc các bác nhé. Đấy. Mà cái này thì bác nào ở đâu cũng mua được, bởi vì đơn vị em đã miễn phí ship hoàn toàn. Khi báo cái giá này là các bác nhận hàng chỉ trả với cái giá em đang báo trên phần video. Đấy, còn bác nào mà đang muốn mở cửa hàng cũng liên hệ trực tiếp với đơn vị em nhé. Đấy, với cái số lượng mà một ngày em xuất hàng đi rất chi là nhiều. Đấy, các bác xem đây là những cái mẫu bàn cao mà các bác đặt có motor này. Bàn này là bàn có motor toàn bộ của mẫu bàn cao. Đấy, cái này là theo nhu cầu của các bác nhé. Đấy, cho nên là các bác cứ liên hệ trực tiếp thì với cái giá sẽ rất chi là tốt, em sẽ đưa tới các bác nhà mình. Đấy, và qua cái video ngắn này thì
quay qua cho các bác xem về tổng kho của đơn vị em. Cưa, đây là cưa top lưỡi đen này. Cái này thì 130.000. Cưa top Trang Long lưỡi đen. Em miễn phí ship hoàn toàn đấy các bác nhé. Đấy, còn bác nào đang muốn dây, mua dây nhôm thì dây nhôm 4 cây cảnh đây. Em đã đóng gói và gửi tới tận nhà các bác. Dây thì em sẽ bán lẻ, các bác mua 1 cân em cũng bán. Và ví dụ như các bác mua 10 cân thì sẽ được giảm 100.000 và được miễn phí ship. Thì nó đang là 1.200.000 10 cân. Đấy, bác nào muốn mua xỉ, mua thật nhiều thì liên hệ tới em. Đây, dây 4 cây từ 1 đến 8 ly. Đấy, các bác lưu ý dây thì sẽ có 2 loại nhé. Một loại mắc A và loại mắc B. Loại mắc xịn ấy, đấy là em nói là dây A, dây B thôi. Còn trên mắc thì nhiều lúc là các bác cũng chưa chơi quen này, các bác chưa làm mắt được. Đấy, nhưng mà đã đến với đơn vị em thì là một đơn vị uy tín rồi. Ví dụ như các bác mua dây loại 1 thì nó sẽ rất mềm dẻo, dễ sử dụng. Đấy, dây mạ đồng này, các bác cần dây mạ đồng thì đêm có dây mạ đồng. Đấy, và ngoài ra thì em sẽ có rất nhiều các loại kìm kéo cưa để đưa tới các bác nhà mình nhá. Đấy, và với đơn vị em thì là một đại lý lớn nhất, và em nhận xỉ lẻ trên 63 tỉnh thành của đất nước. Bác nào có thể mua được hàng với cái giá tốt nhất, đây là kéo xén loại 1 này. Kéo xén này thì em đang gửi tới các bác là 300.000 một chiếc. Hàng chuẩn, miễn phí ship, kéo cắt cành trên cao. Các loại luôn. Đấy, và đây là những cái cưa lọng này này. Cưa lọng loại này thì chỉ có 40.000 một chiếc thôi này các bác này, cưa lọng. Nếu các bác làm cành nhỏ 40.000 nhé. Có loại 40, có loại 50. Kéo xén này. Kéo xén này rất chi là rẻ. Cái này chỉ có 150.000 một chiếc kéo xén hộp đỏ đấy thôi. Đấy, kéo xén nhá. Thế và bộ dụng cụ này thì sẽ đưa cho các bác những cái loại tốt nhất. Đây là túi bao đựng kìm kéo này. Túi để các bác nhà mình đeo ngang người. Đấy, các bác cần túi to hay túi nhỏ thì em đều có. Đấy, và một cái video ngắn này thì đây là tổng của đơn vị em. Hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại để em tư vấn tới các bác những cái dụng cụ tốt nhất. Và đã đến với đại lý em thì giá lúc nào cũng sẽ được rẻ nhất các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.